Xin kính chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy cắt cỏ. Cái máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Kawasaki và nó có cái tên là TJ27. Và đặc biệt cái TJ27 này nó có cái tên riêng rồi các bạn. Cây này là Arif ha. Arif là TJ27 thuộc về nông nghiệp các bạn. Chứ Arif là thuộc về nông nghiệp ha. Nó muốn nói là cái máy này là máy cắt cỏ chuyên phục vụ nông nghiệp đó các bạn. Màu vàng nó rất là đẹp ha. Nhiều khi với cái góc độ quay á, cái màu vàng nó bị tái á, mà thật ra là màu vàng nó rất là đẹp các bạn. Có những cái góc độ nó lên hình chân thực á, màu vàng rất là đẹp. Cây Kawasaki Arif này á, là nó có cái nòng là 34 ly nha các bạn. Quan sát xem rất là đẹp, mua ghi trắng tinh luôn ha, rất là mới luôn. Nó thuộc dòng bugi đứng ha, bugi đứng cho nên nó rất là khỏe và ít ăn xăng. Kế tiếp là ở bô lửa nó có hệ thống xả tự động ha, rất là nhẹ giật. Kế tiếp nữa là ở cái chụp giật này là một cái chụp giật trợ lực loại lớn, loại này rất là đỉnh luôn, rất là nhẹ nhàng và rất là cảm giác rất là thích ha. Kế tiếp nữa là cái máy này thuộc cái dòng nắp xăng có lỗ thông hơi mà rất là ngon các bạn. Dạ, hơi cứng quá để các bạn xem, có lỗ thông hơi nha, mình nghịch tay mình không nhận được, có lỗ thông hơi đây các bạn. Lỗ thông hơi rất là đã luôn ha, không có chảy xăng các bạn, có gòn đệm rất là ngon, sọt caro đó ha. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn, xăng cộng với nhớt đây 50/1, nhưng mà tỷ lệ khuyến cáo này mình nghĩ nó thấp lắm các bạn. Các bạn pha cỡ 25/1 cho tới 20/1 là chạy máy rất là bền các bạn. Đây mình hướng dẫn cho bà con xài rất là ok luôn. Bà con gần gần đây ha, xài rất là ok với tỷ lệ 50cc nhớt trên 1 lít xăng ha, xài rất là ok các bạn. Xài máy rất là bền. Không có tình trạng bị lột nòng ha. Cái Arif này nó mang một cái chế quạt khí TK nha các bạn. Chế quạt khí TK của dòng Kawasaki có núm bơm mồi phía trước ha, có lúc bê đỏ phía trong ha, bơm rất là nhạy lên các bạn, phát một là lên đầy luôn. Và nó có một cái e gió tự động này, nhận vào thì nó đóng e nha bạn, các bạn lên ga thì nó tự nó búng ra, bạn xem đấy. Các bạn lên ga nhanh nó tự búng ra, nó nổ nó chạy luôn. Ở đây nó có cái một cái tem gọi là mình gọi là tem thẻ bài đây các bạn. Thẻ bài nó cứ ghi là TJ27 nha. Các bạn về trải nghiệm xem. Ở lốc này nó có made in xe băng. Bạn nào tin mắt thì sẽ thấy ha. Không lấy nét không được. Để mình lấy nét. Made in xe băng ha. Nói chung là cái dòng máy Kawasaki này thì Arif mình xài rất là sướng các bạn. Xài nó phát cước rất là ngon nha, rất là mạnh do cái bugi đứng 34 ly ha, phát cước rất là ngon luôn. Mình đã trải nghiệm rồi, phát cước rất là ngon. Thì bà con sử dụng cũng có thông tin cho mình là phát cước rất là khỏe ha. Đập vô ống nước bình minh bể luôn. Đây, các bạn thấy bộ lửa nó sáng bừng luôn. Và đẹp ha. Tên của nó này, thông số kỹ thuật nó còn lại nữa, tay nắm cái trái này các bạn thấy tinh âu luôn, tinh gì rất là mềm mại ha, rất là nhám luôn ha, nhám như chân thằng lằn vậy các bạn, cầm vô rất là chắc tay luôn. Bên này là tay nắm cũng y chang như bệt ha, có tay ga này nha, tưng luôn, dây ga zin luôn các bạn.
Igazin luôn ha, lên ga nhẹ, rất là nhẹ luôn ha. Từng các bạn có thể tập phát ra sóng khỏe re luôn, mình hụn lên mình chém vô cỏ ha, mình xong hạ xuống hụn chém vô ha, là cái máy nó chạy có 50% rồi các bạn, do đó cái máy chạy rất là bền luôn ha, nó không có nóng. Nhiều người cứ lên hết ga vậy cứ chém hoài thì máy nó mau hỏng hơn ha các bạn, do nó chạy quá lớn mà nó chạy với cái mức độ lâu quá. Còn mình phát ra sóng là mình hụn lên mình mới chém vô cỏ nha, chém xong mình bớt xuống ha, hụn lên mới chém vô cỏ nha. Cái máy nó chạy đầm 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 mà nó chém ngọt liệm luôn, khi các bạn chém mà các bạn lên ga như thế là cỏ nào cũng đứt ngọt liệm hết các bạn. Cần láp nó còn rất đẹp ha, Arif này tại nó chói sáng à, chứ nó đẹp lắm á, chói A 270 ha, Arif. Arif là Ari là thuộc về nông nghiệp đó các bạn. Láp nó đây đẹp, chẳng cỏ nó đây mà theo xin nguyên một màu luôn, vàng ngính luôn, cùi nó nè, cùi rất là đỉnh đạt luôn. Cái cùi này là mình nói là nó chống dính cỏ cực kỳ hữu hiệu luôn các bạn, thích cháy luôn. Ở dưới này chống mày mò nguyên khối của nó luôn nè, còn phim của nó luôn nè. Thấy nó thích cháy luôn, không cỏ nào lọt vô được hết, chống dính cỏ rất là hữu hiệu luôn, chống mày mò nguyên khối. Tổng thể cái máy đây. Rồi, để mình nấu thử chắc qua xem nha. Chạy rất là dữ luôn. Dòng Kawasaki Buri đứng chạy rất là dữ luôn. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng các bạn, bơm xăng đóng e ha. Và bật công tắc ha. Mình giờ quên giới thiệu công tắc đây nè. Công tắc của nó này, on off nha. Bật lên là on. Xuống là off, on, off nè ha. Bật lên là on ha. Rồi, để mình nổ thử cho các bạn xem. Em bé giật cũng nổ nữa, người lớn tuổi ha, giới phụ nữ giật vô tư luôn, giật nhẹ tưng luôn. Các bạn xem ha. Đấy, cái con chó của chụp giật nó kêu nghe cắt 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 đó ha. Xong nó gài lại cứng. Khi mình buông dây giật nó cũng nổ nữa các bạn. Mình kéo ra là nó bắt đầu nó cho ra ha. Xong mình vừa buông dây là nó gài lại. Các bạn nghe nè. Đấy, đấy. Ha. Đây. Rất là đẹp luôn. Rất là dài. Không có bao giờ mình dừng cho hết cái cọng dây đó các bạn. Rất là đỉnh luôn, mình nổ lớn nha. Các bạn nghe tiếng bốc của nó không? Không, ít có dòng máy nào bốc được như Kawasaki DJ-M7 nha các bạn. Ngon lành luôn, dao chạy quay rất là chậm gần luôn ha. Đấy, các bạn thấy mình lên ga nhanh cỡ nào nó cũng không sượng máy hết trơn, là xăng nó đủ đó các bạn, xăng nó đủ là mình lên ga nhanh cỡ nào nó cũng không bị sượng máy ha. Còn xăng nó thiếu là các bạn lên ga nó sượng ha, hoặc là nó không chạy được luôn, hoặc là một hồi nó mới chạy được, đó là nó thiếu xăng nha các bạn. Thiếu xăng thì nó rất là tổn máy nha, nó không có đủ sao mà nhớ coi trên mà
ba mạnh ghê hồn không, giật mình luôn á. Rồi mình tắt nha các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây Kawasaki TG27 có cái tem có cái tên là Arif nha các bạn. Arif. Đến đây là tạm dừng, xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.